diện đối thủ nặng ký của ông Trump. Không những thế, đó còn là một người phụ nữ. Và người phụ nữ này có cơ hội trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Sau khi Tổng thống Joe Biden đột ngột tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng 2024, thì Đảng Dân Chủ đã đưa một người phụ nữ chính thức trở thành ứng viên tranh cử cuộc đua Tổng thống Mỹ. Và điều này được Tổng thống Biden ủng hộ quyết liệt. Tên của bà là Kamala Devi Harris, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1964, là một chính trị gia và luật sư người Mỹ, phó tổng thống thứ 49 và là đương nhiệm của Hoa Kỳ. Bà là nữ phó tổng thống đầu tiên và là nữ quan chức nắm vị trí cao nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, đồng thời cũng là phó tổng thống người Mỹ gốc Phi đầu tiên và người Mỹ gốc Á đầu tiên. Là một thành viên của Đảng Dân Chủ, bà từng là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đại diện cho bang California từ năm 2017 đến năm 2021 và là trưởng lý của California từ năm 2011 đến năm 2017. Bà Harris trở thành phó tổng thống sau khi tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1 năm 2021 cùng với Tổng thống Joe Biden. Bà sinh ra tại Orange, California, tốt nghiệp Đại học Harvard và Đại học California và trường cao đẳng luật Hastings. Bà bắt đầu sự nghiệp của mình tại văn phòng biện lý quận Alameda trước khi được tuyển vào văn phòng biện lý quận San Francisco và sau đó là văn phòng luật sư thành phố San Francisco. Năm 2003, bà được bầu làm công tố viên quận San Francisco. Bà được bầu làm tổng trưởng lý của California vào năm 2010 và tái đắc cử vào năm 2014. Bà Harris từng là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đại diện cho California từ năm 2017 đến năm 2021. Harris đã đánh bại Loretta trong cuộc bầu cử thượng viện năm 2016 để trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Phi thứ hai và là người Mỹ gốc Nam Á đầu tiên phục vụ tại thượng viện Hoa Kỳ. Với vai trò thượng nghị sĩ, bà ủng hộ việc cải cách chăm sóc sức khỏe, hủy bỏ luật sử dụng cần sa của liên bang và điều kiện thuận lợi cho những người nhập cư không có giấy tờ thực hiện quyền công dân, đạo luật DREAM, lệnh cấm vũ khí tấn công và cải cách thuế lũy tiến. Bà đã lên tiếng chất vấn những quan chức thuộc chính quyền Trump trong các phiên điều trần tại thượng viện, bao gồm cả ứng cử viên tòa án tối cao Brett Kavanaugh, người bị cáo buộc tấn công tình dục. Bà Harris cũng từng tham gia tranh cử tổng thống cho Đảng Dân Chủ vào năm 2020, nhưng đã rút lui trước cuộc bầu cử sơ bộ. Ông Biden chọn bà làm đồng tranh cử với mình vào tháng 8 của 2020 và họ đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Bà nhậm chức phó tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 1 năm 2021. Sau khi ông Biden tuyên bố rút lui khỏi cuộc tranh cử tổng thống 2024, bà Harris khởi đầu chiến dịch tranh cử tổng thống của mình và trở thành ứng viên hàng đầu của Đảng Dân Chủ với sự ủng hộ của ông Biden. Hiện tại, phó tổng thống Mỹ bà Harris đang đứng trước cơ hội trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên và là người da màu thứ hai làm tổng thống Mỹ. Theo tờ AP, bà Harris được nhiều người coi là ứng viên để thay thế ông Biden. Với kinh nghiệm về chính sách đối ngoại và tên tuổi nổi tiếng trong nước, bà Harris có lợi thế vượt trội so với những ứng viên tiềm năng trước đó, như thống đốc của bang California, ông Newsom, hoặc thống đốc của bang Michigan, bà Gretchen Whitmer, và thống đốc của bang Pennsylvania, Josh Shapiro. Bà Harris cũng đã có bài vận động tranh cử đầu tiên vào ngày 23 tháng 7 ở bang Wisconsin, một bang chiến trường có vai trò quan trọng trong việc quyết định kết quả bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Bài phát biểu kéo dài tới 17 phút và ngay từ lần ra trận đầu tiên, bà Harris đã quyết liệt đả kích ông Trump. Bà thẳng thắn nói rằng Donald Trump muốn đưa đất nước chúng ta đi thụt lùi. Chúng ta muốn sống trong một đất nước tự do, nhân ái và pháp quyền hay một đất nước rơi vào hỗn loạn, sợ hãi và thù hận. Trong bài phát biểu kéo dài 17 phút ấy, bà Harris cũng quyết liệt xoáy vào những điểm yếu của ông Trump, so sánh lý lịch của bà với tư cách là một cựu công tố viên tại bang California với hồ sơ của ông Trump là người bị kết tội. Bà Harris nêu bật một loạt các ưu tiên và vạch ra sự tương phản rõ ràng với ông Trump. Bà khẳng định rằng nếu được bầu làm tổng thống, bà sẽ hành động để mở rộng khả năng tiếp cận phá thai, giúp đỡ người lao động dễ dàng hơn trong tham gia công đoàn và sẽ quyết liệt hơn trong vụ bạo lực súng đạn, vấn đề nan giải của nước Mỹ lâu nay. Nói về vai trò của cựu tổng trưởng lý California và cựu công tố viên của phòng xử án, bà Harris nói, tôi đã đối mặt với đủ loại tội phạm, những kẻ lạm dụng phụ nữ, những kẻ lừa gạt người tiêu dùng, những kẻ lừa đảo vi phạm các quy tắc để trục lợi. Vì vậy, hãy nghe tôi biết mẫu người của Donald Trump. Thông qua những lời của bài phát biểu, cho thấy bà Harris rất hiểu về đối thủ. Bà Harris còn nói thêm, trong chiến dịch này, tôi hứa với các bạn, tôi sẽ chống lại tất cả những điều đó, vào bất kể thời điểm nào. Ngay sau đó, bà Harris đã nhanh chóng gây một tiếng vang lớn
trên đường đua để trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ. Bà Harris, 59 tuổi, đã nhận được sự ủng hộ lớn từ các nhân vật nổi tiếng trong đảng Dân Chủ. Các nhà tài trợ lớn cũng quyên góp kỷ lục 81 triệu USD vào chiến dịch của bà trong vòng 24 giờ ngay sau khi ông Biden rút lui. Đây cũng là khoản tiền quyên góp lớn nhất trong một ngày trong lịch sử tranh cử của Tổng thống Mỹ. Trong đó, có tới 60% nhà tài trợ lớn đóng góp lần đầu cho năm 2024. Việc này đã cho thấy những hiệu ứng mà bà Harris tạo nên vô cùng lớn và không kém gì so với ông Trump. Còn nói với ông Biden, sau khi rút lui khỏi cuộc đua tranh cử vào Nhà Trắng, tối ngày 24 tháng 7 theo giờ địa phương, Tổng thống Biden đã cách ly tại quê nhà trong vài ngày do mắc bệnh Covid. Người ta cho rằng sự rút lui đầy bất ngờ của ông Biden đã làm xáo trộn hoàn toàn cuộc tranh cử năm 2024 và biến nó trở thành một cuộc đua hấp dẫn nhất trong lịch sử hiện đại của Mỹ. Động thái trên cũng tạo ra một cuộc khủng hoảng trong nội bộ của đảng Dân Chủ mà bà Harris đang cố đoàn kết lại, với tham vọng sẽ đưa nước Mỹ có nữ tổng thống đầu tiên. Việc rút lui của ông Biden cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đảng Cộng Hòa, khi cựu tổng thống Trump phải hoàn toàn điều chỉnh chiến lược tranh cử vốn nhằm vào tấn công tuổi tác và sức khỏe của ông Biden, đã chuyển sang một thế cờ khác là phải có chiến lược để đối đầu với một người phụ nữ trẻ, thông minh và sắc lẻm, còn hiểu rõ hồ sơ quá khứ của ông Trump. Sự nổi lên của bà Harris không chỉ thay đổi về vấn đề tuổi tác, còn đặt ông Trump vào một thế đối đầu với một công tố viên. Theo kết quả khảo sát do tờ New York Times đề cập, kết quả cử tri ủng hộ của ông Donald Trump với bà Harris luôn suýt sao từ 1 cho tới 3 điểm. Mặc dù số điểm luôn nghiêng về phía ông Trump, nhưng con số chênh lệch chỉ dao động từ 1 cho tới 3 điểm, ở khoảng 49% so với 46%, có lúc suýt sao tới 48% trên 47%. Thậm chí, một báo cáo khác của tờ Reuters được công bố vào ngày 23 tháng 7 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Phó Tổng thống Harris hiện là 44%, trong khi của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump là 42%, trong khi trước đó ông Donald Trump luôn bỏ xa Tổng thống Joe Biden. Bà Harris cũng sẵn sàng đấu với ông Trump trên mọi mặt trận. Mới đây, vào ngày 25 tháng 7 theo giờ Mỹ, tức ngày 26 tháng 7 giờ Việt Nam, bà Harris đã tạo tài khoản TikTok và đăng video đầu tiên trên trang cá nhân của mình. Madam Vice President, are you on TikTok? Well, I've heard that recently I've been on the For You page, so I thought I'd get on here myself. Tài khoản của bà đã nhanh chóng có 1,4 triệu người theo dõi, và video đầu tiên chỉ có 8 giây nhưng đã đạt đến 5,6 triệu view, một con số kỷ lục khi chưa đầy 24 giờ. Và trong phần mô tả, bà chỉ ghi một câu ngắn gọn: When we fight, we win. Hiện thì cái tên Kamala Harris đang là tâm điểm chú ý tại nước Mỹ, và chắc cũng là cái tên mà ông Trump sợ nhất lúc này. Liệu rằng ông Trump có thực hiện được lý tưởng của mình đã bỏ dở ở 4 năm trước? Hay là lịch sử nước Mỹ sẽ ghi danh tên của một người phụ nữ vào chiếc ghế tổng thống ở phòng bầu dục? Video ngày hôm nay mình chỉ tổng hợp và phân tích tới đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.